Mình xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với bạn một sản phẩm có tên đó là Agassi 55EC. Thì đây là một thuốc mà đặc trị nhện đỏ và bọ chỉ gây hại trên cây trồng. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của cái chai Agassi 55EC này. Chai này thì có quy cách đó là 210 ml. Và một điều đặc biệt nữa là cái chai này á, loại thuốc này đó là thuốc sinh học các bạn ha, nên nó phù hợp để xử lý trong một số chương trình IBM hoặc là chúng ta phun thì nó đỡ độc hại hơn là thuốc hóa học. Về cái thành phần hoạt chất của sản phẩm Agassi thì sản phẩm này có hai hoạt chất chính, đó là thứ nhất là hoạt chất abamectin có hàm lượng đó là 54 g trên lít. Thứ hai đó là hoạt chất azadiratin có hàm lượng đó là 1 g trên lít. Thì cái phần này các bạn là surfactant và solvent. Đây là phụ gia các bạn ha, đây là dung môi. Nó không có phải là hoạt chất đâu ha. Có một số công ty á, họ để họ 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 để cái để cái từ này nè các bạn ở ở sau cái tên hoạt chất, thì đôi khi chúng ta lại cứ tưởng là đó là thêm một cái hoạt chất nữa, nhưng mà thật sự là không phải các bạn ha. Các bạn nhớ như mình đó là surfactant, đó là cái phụ gia các bạn ha, còn solvent đó là dung môi đó. Còn hoạt chất á, là trong sản phẩm có hai hoạt chất như vậy, abamectin và azadiratin. Thì mình cũng xin đi phân tích từng của hoạt chất. Thứ nhất là hoạt chất abamectin, thì đây là một hoạt chất trừ sâu sinh học rất là phổ biến rồi. Nó có dòng A và dòng E. Dòng A đó là abamectin, dòng E đó là emametin benzoate. Thì đây là một cái hoạt chất mà nó vừa trị sâu nè, nó vừa trị nhện nè. Cái hoạt chất tiếp theo là hoạt chất azadiratin. Thì hoạt chất này các bạn được chiết xuất từ cây neem á, và nó có trong cái sản phẩm dầu neem ngày xưa mà nhiều khách hàng cũng thường mua để phun trị côn trùng trên cây hoa hồng, cây hoa lan vân vân. Thì khi mà phối hai hoạt chất abamectin và azadiratin này vào á, thì nó sẽ có dụng, nó tác động đến côn trùng, nó gây ngán ăn cho côn trùng, nó làm cho ức chế một số kha sinh trưởng cho của côn trùng, làm cho côn trùng không có sự sinh trưởng và phát triển được tốt nhất và côn trùng chết đi. Đồng thời cái hai hoạt chất này trong cái sản phẩm Agassi nó còn ngăn chặn luôn các thế hệ kế tiếp bằng cách là nó gây ung trứng các bạn, và nó gây là ngưng cái sự đẻ trứng của côn trùng. Và các loại dịch hại trên cây trồng cụ thể thì đối với cây lúa thì sản phẩm này diệt trị bọ chỉ sâu đục bẹ. Đối với cây lạc hay còn gọi là cây đậu phộng thì chúng ta sẽ diệt được con sâu xanh da láng. Đối với cây bắp cải thì chúng ta diệt sâu tơ. Đối với dưa hấu thì chúng ta diệt nhện đỏ. Đối với nho thì chúng ta trị được con bọ chỉ. Đối với cây vải thì chúng ta diệt con nhện lông nhung, con sâu đục chân lá. Đối với cây xoài thì chúng ta diệt con sâu đục quả, và đối với cây chè thì chúng ta diệt bọ xịt mũi, rầy xanh và bọ cánh tơ. Và cái cách pha với nước á, thì các bạn pha theo cái liều đó là 8 ml cho bình 20 lít nước bạn ha. Nếu bạn bạn nào mà dùng bình điện 25 lít nước á, thì các bạn cũng pha cũng được luôn, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Có nghĩa là 8 ml cho 20 đến 25 lít nước. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Agassi 55EC này là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn dành thời gian theo dõi.